Hiện tại Trang đang có mặt ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự buổi bán kết của Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022. Và cảm xúc của Trang lúc này khi mà sau khi xem phần trình diễn của top 60 thí sinh và ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam đã chọn ra được top 40 thí sinh xuất sắc nhất. Và theo như Trang cảm nhận thì top 40 thí sinh vô cùng xuất sắc, trình diễn những cái phần trình diễn áo tắm cũng như là áo dài và phần trình diễn dạ hội vô cùng xuất sắc. Bản thân Trang trước đây Trang cũng là thí sinh của một cuộc thi sắc đẹp, và bản thân mình khi mà tham dự vào cái buổi bán kết này thì bản thân Trang cảm thấy là rất là hồi hộp. Giống như mình của 3 năm trước đây, năm 2019, khi Trang là một thí sinh của cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2019 thì cái cảm xúc của mình rất là bồi hồi khi mà các bạn đứng ở trên đấy và các bạn được đọc tên vào top 40. Bản thân mình cũng giống như là hòa chung vào không khí cùng với các bạn, cũng nóng lòng xem là bạn thí sinh nào sẽ là người xuất sắc để lọt vào top 40. Và hãy cùng Trang theo dõi cái quá trình đồng hành của Viện Thẩm mỹ Arena, khi đồng hành là nhà tài trợ và Trang là cố vấn sắc đẹp của cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022. Để theo dõi được cái quá trình của toàn bộ cuộc thi thì các bạn hãy follow Facebook của Trang cũng như là hãy follow fanpage của Viện Thẩm mỹ Arena để chúng ta cùng có thể là theo dõi cái quá trình dự thi của các bạn thí sinh, và hãy cùng Trang và cùng các bạn của Hoa hậu du lịch Việt Nam tìm ra xem ai sẽ là người xứng đáng nhất với ngôi vị Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 các bạn nhé.